Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Hôm nay thì lần đầu tiên thì Tuấn Moto cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video và đồng hồ xe bên cửa hàng Tuấn Moto trong thời gian vừa qua khá là nhiều. Hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục review giới thiệu cho anh em xem một con xe Rebel 170 siêu phẩm của dòng Rebel anh em. Con này thì mới vừa về bên cửa hàng mình luôn và em cũng cố gắng quay video giới thiệu cho anh em xem. Con này là một chủ sử dụng mua mới nha, rất là kỹ anh em, xe còn khá là đẹp luôn anh em. Đó, anh em nào cần thì anh em liên lạc cho mình. Con này Rebel 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái một bình thường ha, anh em mình không cần đổi bằng lái, cũng giống như những dòng Super Hardline cũng vậy. 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái một bình thường anh em mình không cần đổi bằng lái nha anh em. Hôm nay em về được con này thì cũng khá là đặc biệt hơn những ô xe khác một cái, thì nói chung là một cái là nó mới một phần là con này nó vô cái chống đứng luôn anh em, vô chống đứng luôn, nhìn rất là đẹp nha, vô chống đứng luôn nhìn rất là đẹp. Anh em có thể rửa xe thay nhớt nè, tăng sơn tăng tháng đồ, nói chung là rất là ok anh em, nói chung là quá là hoàn hảo. Đặc biệt cái chính của nó nữa là con này là cái máy ring anh em, máy nó chưa làm gì hết, nó cực kỳ ring luôn, rất là đẹp. Bình xăng con là vẫn chạy hai bình, hệ thống nó hai máy, hai bô, hai thân đĩa hoạt động bình thường hết nha anh em. Đó, con này máy ring luôn, nổ rất là êm, kèn đèn xi nhan đồ đầy đủ hết. Con này anh em chạy ra rất là mượt mà nha, 170 anh em nổ rất là lực, rất là mạnh. Nếu như anh em là cũng thấy cũng giác mạnh một tí thì anh em mua 170 thì anh em chạy rất là ok luôn anh em. Đó, đấy, con này thì về thì cũng khá là ring và cái chủ xe có gắn chống đứng rồi đèn trợ sáng rồi đèn led rồi tất cả các thứ, rồi dàn xi con này thì cũng còn khá là mới luôn, còn rất là mới anh em. Đó, con này chủ sử dụng thì cũng khá là kỹ, nói chung là cũng thường xuyên rửa lái sạch sẽ nên xe nó sạch sẽ, không có xì nhớt xì gì hết nha anh em. Máy nổ êm, lên ga đều đặn và nước sơn cũng rất là đẹp luôn. Màu đỏ đen là cái màu quyền thoại, màu thích nhất. Đó, thích nhất cho anh em là phong thủy vừa đỏ vừa đen. Đó, nhìn đấy nha. Yên ring nha, yên ring luôn, rất là đẹp, bô ring nha. Đó, nước sơn, nắp xăng rồi, đồng hồ trên này nó có 3 chức năng, một đồng hồ bố xăng, một đồng hồ bố km và một đồng hồ bố số cho anh em mình luôn. Đó, cho anh em mình nó tiện lợi cho anh em mình dễ ấy hơn. Đó anh em ha. Xe nè, xe thì con này thì hệ thống nó bánh mâm đũa, đĩa trước và đĩa sau. Còn xe có gắn cho mình con đề bàn và cái gây gắn cờ luôn. Dòng này là dòng RB nha, nên phục nó lớn nha anh em, phục lớn luôn. Máy này là máy lớn anh em mình để nha. Mấy dòng này thì anh em thay bori á, thì anh em mở cái này để em chỉ cho anh em cách anh em mở bori luôn. Đây anh em mình để ý. Khi mà anh em chạy thời gian, anh em cũng thấy chiếc xe mình nó hụp ga hay là có vấn đề gì đó thì anh em nên mở hai cái bori ra. Bori này thì dòng này là 170 máy lớn thì bori nó nằm trong, còn nếu như anh em sử dụng 125 hay là 150 thì bori nó nằm ngoài, anh em không cần mở cái nắp này nha. Còn riêng 170 thì anh em phải mở hai cái nắp này ra. Đây em sẽ mở cho anh em xem luôn. Anh em dùng một cái lục giác 5 ly, anh em mở ra. Lục giác này thì ngoài thị trường có bán rất là rẻ. Đó. Cái này thì mở bình thường anh em, không có ảnh hưởng gì tới trong máy hết nha. Cái này là chẳng qua là cái nắp mở để thay bori thôi, lau trừ bori thôi anh em. Đây, anh em mình để ý ha. Bori này thì anh em mình vẫn sử dụng bori bình thường giống như xe rim xe quay bình thường nha, không có phải là bori mô tô hay là cái gì quan trọng nữa đó nha. À, nắp của nó này sạch sẽ này, nhìn cái nắp rất là đẹp luôn này, xe ít mở nhìn cái nắp nhôm rất là đẹp, nhấp xi rất là đẹp luôn, có mọi số đồng quần này, không có thể nhớ gì hết nha. Hai con ốc lục giác thôi, anh em mở ra là bình thường. Đó, nếu như anh em thích mở bori em mở bori cho anh em xem cũng được nữa. Đây bori của nó nằm trong này nè anh em, đem lấy cái túi bori mất cho anh em xem. Rồi anh em mình dùng một cái tiếp bori bình thường thôi, tiếp này thì ngoài thị trường có bán đầy đủ hết cho anh em, không bao nhiêu tiền đâu, tầm mười mấy ngàn cái thôi, anh em đem theo trong xe anh em sử dụng luôn. Đây, đưa vô nè, anh em mở nè, cũng lấy cái lục giác này luôn, không cần cái gì hết. Đặt anh em mở. Rồi, anh em cứ việc mở bình thường thôi, nói nhầy mở bori thì nó bình thường anh em, không có ảnh hưởng gì hết. Video này thẳng giới thiệu xe, thẳng giới thiệu cho anh em xem cách mở bori cũng như là 170. Bori nó bình thường thôi, bori này thì anh em ra ngoài mua tầm ba mấy bốn chục ngàn cái, bình thường thôi. Giống như xe rim xe quay bình thường anh em, không có khác gì hết nha. Không phải bori mô tô hay là bori gì nó khó khăn hết. Đó, bori này thì ở đâu cũng có bán hết, anh em cứ trả thời gian, anh em không cần lau chùi, anh em thay bori luôn.
Hybrid luôn, cho nó đá lửa, cho nó mạnh, cho nó tiết kiệm xăng anh em, mà nó nổ tiếng ga cũng đều nữa. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi anh em lắp vô, để sẵn em mở ra thì em thay, em lau chùi luôn cho anh em, lau chùi luôn cho nó sáng nha. Rồi sẵn lau chùi thì anh em giờ thấy nó rất là bóng, rất là sáng luôn anh em. Đó, chấu buri thì anh em để vừa phải thôi nha, không được sát quá và cũng không được xa quá nha. Xa quá nó sẽ làm yếu lửa, mà sát quá nó sẽ làm cho mình đốt không hết xăng, là ngọn lửa nó ngắn lại, nó không có đủ rồi đốt ra nó không có bốc xe nha. Anh em để vừa phải thôi, vừa phải là ok. Rồi anh em đưa vô đây nè, anh em đưa xuống dặn vô lại rồi. Đây, anh em mình xem. Hôm nào em sẽ làm cái video để chỉnh bình xăng cho anh em xem. Chỉnh bình xăng này cũng rất là khó nha, không phải dễ chỉnh đâu anh em. Nó là hai máy hoàn toàn hai máy khác nhau nên thành ra hai bình xăng nên thành nó rất là khó chỉnh. Nhiều anh em thợ mà yếu yếu là anh em chỉnh không được, đặt chỉnh tầm bậy tầm bạ là đi mua bình xăng luôn á. Và đặc biệt những dòng hai bình này nè, mà anh em thấy những dòng xe nào mà có thì chứng mà muốn nổ không được á thì anh em mua bình xăng mới ha. Bình xăng mới bên mình có bán đầy đủ hết cho anh em. Bên mình có bán đầy đủ hết. Rồi anh em dặn vô lại nè, đơn giản thôi. Đây, anh em dặn vô lại nè. Cái này là không ảnh hưởng gì nha, chứ không phải là mở cái này là rớt đầu rớt đồ đâu nha. Anh em mình hiểu lầm nha, đừng có hiểu lầm nha. Cái ruồng xù luôn còn ok nè, cái này quá chất lượng luôn, mở ra thử mới biết nè. Giờ mở ra thử mới biết, mở xong em nổ máy cho anh em mình nghe luôn nha. Nổ máy cho anh em mình nghe luôn, nó rất là chất lượng nha. Con này nó rất là chất lượng, anh em kỳ tỷ tí. Giác nè. Đó là cách mở buri của dòng xe đi bèo 170. Đó anh em để ý nha. Rồi và sau đây thì em sẽ nổ máy con xe này cho anh em mình xem. Em mới vừa tham vừa lao một cái buri rồi. Hôm nay thì giờ thì mình sẽ nổ máy cho anh em mình xem. Con này thì có chống đứng luôn nên tư thế ngồi con này thì cũng khá là ok anh em. Mình ngồi nè, đó tư thế ngồi chạy con này cực kỳ ngầu luôn anh em. Tư thế ngồi dậm nút số này, số của nó là số 1 trước nha, số 1 trước là anh em dậm cái trước 2, 3, 4, 5 là mình móc lên, nó rất là nhẹ nè, cô nó cũng rất là nhẹ, con này xe ring nhá nên nó không có gì nặng hết. Đó anh em tư thế ngồi nè, đó chèn đèn xi nhanh rồi thì đầy đủ hết rồi nè. Anh em mình vô tư và sử dụng thôi, đèn lá trước luôn nha, đó đèn lá trước luôn rất là sáng. Đó, anh em mình để ý nha. Đây anh em là tư thế anh em đề máy nè, có nổ anh em, nhà nổ cực kỳ để phân là nổ nè. Đó con này khá là nhà nổ luôn đó, nên anh em nào có nhảy mua những dòng 170 mà xe mà ring mà đẹp như xe này á thì anh em nhanh tay liên lạc liền để mình chốt giá nha. Lên ga rất là mạnh, lên ga mạnh và đều đó anh em. Đó anh em thấy không, con này là trong này nó có bố số luôn nè, anh em chạy số bao nhiêu khi anh em vô số thì nó báo cho mình bấy nhiêu. Nó rất là ok luôn, rất là ok. Km của nó thì chạy 20.000 cây, bố xăng đồ đầy đủ, càng đèn xi nhanh đầy đủ hết. Đó, có chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường hết. Nên anh em là mua những dòng này thì anh em nhanh tay liên lạc cho mình liền, vì lâu lâu mới có một chiếc xe đẹp như vậy anh em, chứ không có hoài đâu. Đó, sau này mà bán xe này rồi anh em tốn tìm con xe khác mà đẹp như vậy nó rất là khó nghe này. Nên như này nào mà có tìm rebel 170 thì nhanh tay liên lạc cho mình để chốt giá con này. Con này hiện tại bên mình đang để ra với giá là 43.500. Tại sao nó có cái giá 43.500? Vì em đã nói rồi, xe này nó khá là ring và khá là đẹp luôn, một chủ sử dụng người ta sử dụng kỹ đó, người ta vô một số đồ chơi rất là ok. Chứ giờ anh em mua một con xe như vậy đi, anh em về anh em vô đồ chơi như vậy nó rất là tốn tiền anh em. Vô đèn chở sáng nè, phía trước hai đèn chở sáng nè, đèn led nè, mà cái chống đứng này rất là quan trọng nha, không dễ anh em nào cũng vô được đâu nha. Đó, chống đứng luôn đầy đủ. Và đặc biệt cái là xe này là cái phone này là phone lớn, phone này là phone RB, phone lớn, phục nó lớn luôn anh em, bình xăng nó lớn luôn, máy lớn luôn nè, gáp lớn nè, phục lớn nè, đuôi lớn nè, bánh lớn nè, anh em thấy không, bi đồng lớn nè. Đó, bi đồng nó khác với những bi đồng kia rất là nhiều luôn, nguyên cái bộ căm lê này là khác luôn, lớn hoàn toàn anh em. Đó, nhưng anh em nào có nhà ý muốn mua bé lẻ cái dòng RB này thì cái đồng hồ nó có bố số luôn, còn nhiều dòng 170 nhưng mà nó không có bố số nha anh em, mẫu RB thì nó có bố số luôn. Xe này cũng khá là mới nên cũng đẹp đây, nên anh em có nhà ý muốn mua thì cũng nhanh tay liên lạc cho em đi.
số điện thoại bên em là 0369 669 659, và anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng Minh Minh để gặp ngay em Tuấn Ô Tô. Em sẽ tư vấn thêm cho anh em về cách rebel. Rebel này thì hàng nhập từ Malaysia về, nó lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện là nó nhập từ Malaysia lắp ráp tại Việt Nam mình. Nói trong dòng này thì với cái giá tiền này thì anh em sở hữu một con xe như vậy thì cũng đáng đồng tiền và đáng để bác ấy anh em trải nghiệm. Rồi, những dòng xe mà anh em mua về anh em trải nghiệm, sau này anh em cũng thấy không muốn trải nghiệm nữa, anh em muốn đổi xe, thì anh em cứ việc liên lạc cho bên cửa hàng mình, bên cửa hàng mình sẽ sẵn sàng thâu lại bao quay đầu cho anh em. Đó, rồi hoặc anh em muốn đổi xe khác thì anh em có quyền đổi bên cửa hàng mình, bên cửa hàng mình bán là bao quay đầu nha. Đó, anh em mình để ý ha. Đó, xe này thì cũng khá là mới luôn, khá là đẹp á. Nên nhìn thử anh em nào mà có nhảy muốn mua dòng này thì anh em liên lạc cho bên mình. Đó, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho anh em. Con này quá là đẹp luôn anh em. Nhìn chiếc xe đẹp lắm. Đó, nhìn chiếc xe nhìn rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy xe chủ xe ha, nhìn cái phục nè. Cái phục hồi xưa giờ rất là bóng luôn, bánh mâm là mâm đũa nha. Mâm đũa, hồ km là vẫn hoạt động bình thường hết. Đó, xe thì có chừng nãy ra thôi, chừng đó thôi, mình sẽ giới thiệu như vậy thôi. À, để mình quay cho một dòng chiếc xe cho anh em mình tham khảo ha. Quay một dòng chiếc xe cho anh em mình tham khảo để cho anh em mình trải nghiệm hơn. Chứ không là nhiều anh em không có biết được. Đây. Đèn thì rất là đẹp anh em, đèn LED luôn, đèn LED ở giữa luôn. Và hai đèn rực sáng luôn. Đồng hồ thì đồng hồ 3 đồng hồ luôn nha. Vẫn còn nguyên 3 đồng hồ nha. Nó ring của nó là 3 đồng hồ nha anh em, một đồng hồ bố xăng, một đồng hồ bố km, một đồng hồ bố số nha. Bi đông mẫu này là bi đông lớn, anh em để ha, bi đông lớn nha. Rất là đẹp. Mẫu này rất là hiếm anh em, mẫu RB này. Mà đặc biệt cái là chủ xe có vô đèn rực sáng luôn. Đặc biệt dưới này thì chủ xe có gắn cho mình một con đà bàn luôn. Cái dè nè, mẫu RB là cái dè nó vẫn khác luôn nha. Mẫu RB là cái dè nó lớn nha anh em để ý ha. Đây, để em giới thiệu. Mẫu RB là cái dè lớn nha, cái dè lớn nha anh em, không phải dè nhỏ giống như cái dè kia. Dè kia là nhìn rất là xấu, dè này là bằng mẫu nha chứ không phải bằng sắt. Bằng mẫu nhưng mà dè lớn, còn là nhiều loại là bằng sắt nhưng mà nó nhỏ, nhìn rất là xấu. Đây, chủ xe có gắn thêm cho mình một cây gắn cờ luôn. Đây gắn cờ bác rất là đẹp luôn. Và một con đại bàng luôn, mới tin đây nè, con đại bàng mới tin. Đại bàng này thì bên mình có bán luôn, hôm bữa chủ xe có mua bên mình để về gắn đây. Bên mình ship cho khách luôn anh em, bên mình ship cho khách luôn. Chủ xe này là bên mình, đại bàng này là chủ xe mua bên mình đây nè, nhìn rất là đẹp nha. Rất là đẹp, anh em gắn trang bị chỉ cần sơ đơn giản như vậy là nhìn chiếc xe nó đẹp liền anh em. Đó, nhìn chiếc xe nó đẹp liền, đó anh em ha. Trang bị đơn giản như vậy là anh em nhìn chiếc xe nó rất là ngầu và rất là đẹp. Đó, anh em không phải làm gì cầu kỳ hết. Rebel là anh em làm như vậy là vừa là hợp lý. Anh em thêm cho mình một cái chống đứng như vậy nữa là tuyệt vời luôn anh em. Anh em dựng chiếc xe nè, nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, mẫu RB là cái cản chống độ lớn nha, cản chống độ lớn luôn anh em. Đó, anh em mình tham khảo. Đây, xe như vậy thì em thấy khá là ok. Em quay sơ một vòng cho anh em mình tham khảo. Đây hệ thống bánh nè, rất là đẹp. Đó, anh em nhìn ha, nước sơn nè, tay lái nè. Máy này đó, rất là ok nha, vô bọc nổ rất là hay đó, hệ thống phía sau này nhìn rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp đó, anh em mình để ý ha đó, anh em nào mà chưa đăng ký kênh bên cửa hàng mình thì chịu khó bấm chữ đăng ký kênh để mình theo dõi nha, cập nhật những video sau bên cửa hàng mình đăng lên nha anh em đó, anh em xem video thì anh em nhớ chia sẻ video giùm em để có nhiều anh em bạn bè mình nó còn theo dõi nữa anh em, và khích lệ tinh thần và giới thiệu xe của bên cửa hàng Tuấn Ô Tô nữa đó. Nên những con xe như vậy thì quá là tuyệt vời rồi anh em. Rồi anh em nào cần mua thì liên lạc cho mình nha. Mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và sẽ hẹn gặp lại anh em mình video sau. Rồi bye bye anh em. Cảm ơn anh em nha.